Hello, hello, xin chào mọi người. Hôm nay là phái đoàn VLTV đã đến Indonesia, đến khu vực là Kedatangan, khu Batam đó. Đây là khu vực ferry của mình đây, đây là tàu đây. Đi đi đi. Đi đây đây đây. Wow. Hồi nãy ít người, bây giờ đông người quá nhỉ. Đây là hải quan của Indonesia đây.